Cá hồng bạc bà con, cá hồng bạc bà con biết chắn chắn rằng cá hồng bạc nó rất tốt. À, nhưng mà tốt như vậy là không phải ai cũng ăn được. Có một số người có bệnh thế này là không ăn được cá hồng bạc, bởi vì ăn là cái bệnh nó khó bớt và nặng thêm. Đó, cho nên là không ăn được cá hồng bạc. Đó là người đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, mạch loạn, nhịp tim rối loạn, mạch không ổn định, mệt mỏi, khó chịu, ngứa lưỡi là không ăn được cá hồng bạc. Cá hồng bạc nó tốt, nhưng mà những người thế này bà con ăn nó càng bệnh nặng thêm và không bớt được bệnh. Đó là người đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, mạch loạn, nhịp tim, mạch không ổn định, mệt mỏi, khó chịu, ngứa lưỡi là không ăn được cá hồng bạc. Còn lại là ăn được tốt hết. Cá hồng bạc á bà con à, cá hồng bạc nó tốt cho sức khỏe trẻ em và trí não, vì nó có là đạm nè, iốt, vitamin A, D, P2, cốt, axit béo, hòa tan omega 3 và DHA, ngăn ngừa ung thư, nó tốt tốt cho mắt, ngăn ngừa sâu răng, ngăn ngừa tiểu đường, phục hồi nhanh sau phẫu thuật, tiêu hóa tốt, da tốt, tóc đẹp, móng, da tóc móng đều tốt, mà ăn như tất cả các loại cá khác, nhưng mà phải ăn 5 ngày liền thì nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp, chứ không ăn được liên tục nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào xin chào.